Di Độ một lần nữa hẹn gặp lại quý vị và cảm ơn quý vị đã đến với clip của Vlog Di Độ. Bây giờ Di Độ sẽ chia tay cái chợ Trường Lưu và Di Độ sẽ đi vô cái làng mà cái nhà ngày xưa mà Di Độ đã từng ở dưới tay ông bà của Duy. Và Di Độ mời quý vị nào cùng sở thích với Duy thì cùng lên xe đi với Duy nhé. Con đường nằm bên hông của chợ Trường Lưu mà cái mặt trước thì ngày xưa Duy Độ cũng có thường ra đây, vì có một bạn ở đây Duy Độ hay đi chơi ở đây. Đây là con đường cặp song song với chợ Trường Lưu mà hướng bên trái, mình đứng ngó mặt vào hướng bên trái có gì ha. Di Độ muốn review lại cái nhà này để cho quý vị nghe. Cái nhà này thì nó có ý nghĩa với Di Độ, mà theo Di Độ biết là cái nhà Võ Thành Long nè, không? Đó, cái chữ Võ Thành Long này, cái nhà này nó có này mấy chục năm rồi, hồi trước năm 75 tới bây giờ vẫn còn cái gì. Đó, hồi nhỏ Duy có người bạn học ở trong nhà này nè là tên Bách, thì Duy hay ra đây đi chơi với bạn của Duy đó. Duy đi ra đường bên trái luôn, chạy thẳng xuống cái nơi chỗ ở mà ngày xưa ông bà Duy ở. Đường này hồi đó ở đây có một cái lỗ lớn lắm, nước ngập lúc nào cũng ngập hết. Mà đường hồi đó thấy rất lớn lắm mà sau này lúc này thấy nhỏ quá. Khu này là nhà quen không nha, đây gần tới nhà chị Phượng Nhân Tư nè, mà không biết có nhà không, thôi để tí xíu quanh lại review sao. Cửa rồi, khóa cửa luôn rồi. Di Độ cũng xin lỗi quý vị, Di Độ đeo cái máy ở trên nón cho nên Di Độ ngó qua ngó lại thì hơi lắc, mong quý vị thông cảm với Di nha. Đường này giờ lạ quá bây ơi, giờ đường đá luôn rồi. Đây con đường này là nhà ông anh của Di, nhưng mà không biết còn có nhà không hay là không đi làm rồi. Hello anh Bảy, sao nằm đây mình nha, đừng nói trốn nhậu nha. Nãy giờ uống cũng hai ba cũng cầu, nãy giờ uống cà phê. Bây giờ sao ta? Giờ cái chương trình của em Lãnh Công Trình á, nó không phải là trớt. Giá cả xong rồi, đồng ý cho mình làm rồi, nhưng bây giờ bả mời thầy phong thủy về coi, có nghĩa rằng là chưa làm. Bây giờ sao? Bây giờ đi lên trển thì sợ ngày mai là sinh nhật con bé không kịp. Mình làm trễ ngày được không? Thì ăn không gì đâu, không kịp. Ngày mai là ngày 22. Bữa nay 21. Mình chưa đặt bánh nữa. Mình chưa đặt bánh nữa. Đặt cho điện cho nó đặt cái gửi vô. Bây giờ điện ai mình đâu biết chỗ nào đâu. Bây giờ điện người ta mình phải gửi tiền cho người ta chứ, trong khi bé nó khó khăn mà. Mình lão quá rồi sao người ta làm không? Bây giờ anh quen không? Anh bao cho em cái bánh đi, anh đếm nè. Con bây giờ anh nói chị ngoan. Đặt giùm em. Giờ mua nó cái bánh có hình con bé, hình cái gì cô Elsa. Elsa
con nhỏ Elsa đứng trên cái bánh á, mà tất nhiên là con Thư nó có bao nhiêu đứa bạn, 4-5 đứa, 5-6 đứa thì trong nhà thôi. À, con chị Út nè, rồi anh con nhỏ đâu có con ấy lớn hơn không, à, con công 2 đứa nè, rồi đó thì được khoảng chừng cái bánh chừng khoảng 5-6 đứa để mình làm cho nó. Ở ngoài này, nhà xe, gì rồi. Ừ, giờ anh suy nghĩ đi, có cách nào làm sao sáng sớm ngày mai bánh có cho nó. Ừ, thì lúc nào ngày mai mình lên trễ không thành vấn đề. Rồi anh làm sao, chừng nào về? Mai nó dỗ nữa làm sao về? Thấy bạn không? Ông anh tôi nè, ông tự tân tân thành ông xuống đây. Bây giờ tôi chuẩn bị cái công trình lãnh của mình thì nó không rớt, nhưng mà nó hẹn lại vài hôm nữa thì thôi ở lại làm sinh nhật cho bé Thư tội nghiệp. Mà giờ ổng nói ngày mốt cũng mới về. Trời ơi, công việc tùm lum luôn ha. À, để quay cái nhà anh cò anh chút. Anh cò sao vậy anh? Đi làm chưa về hả? Đó. Đây là nhà anh Năm của mình, là con của dì Tư mình. Đó. Đó. Đất bự ghê chưa các bạn? Đất giờ bán cả tỷ rồi. Đất ở đây Tây Ninh giờ lên giá lắm, mở lấy cuốc đào lên là có vàng dưới đó, cho nên bán lận tỷ rồi. À, anh trồng nhãn nè, quá chừng nhãn luôn. Sự thật thì đúng rồi, người ta chưa có duyệt cho mình quay. Băng lão gì đó. Ừ. Ừ. Đó, đây là nhà của dì Tư nha. Đó. Công ơi, ý thằng dì Triết ơi, con lên clip con coi nhà của ông nội nha. Đó. Ba con đi làm rồi, chắc chiều tối nay mới về. Rồi vợ anh đâu anh? Vợ anh Năm á? Vợ anh Năm. Thấy ông chơi siêu không? Ở đây dưới quê á, mà ông không biết ở đâu mà ông ra cỏ này nè. Đó. Cỏ này chắc ông cũng đi mua ở đâu, ông đem về ông làm nè. Thấy không? Cực đẹp chưa? Ừ. Ở dưới quê đất rộng ha. Trồng kiển, trồng đồ thoải mái luôn ha. Ừ. Đây đi vòng ra sao có anh Trọng vậy ơi. À. Đây cái này cái gì ta? À, các bạn có biết cái này cái gì thì cầm lại cho mình biết nha. Comment cho mình biết. Cái này là cây xương rồng chắc. Ok. Rồi Duy Đỗ cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Duy Đỗ. Clip này thì cũng không có dài, chỉ 5-6 phút thôi. Nhưng mà nó cũng đưa lên những hình ảnh nơi kỷ niệm mà Duy Đỗ sống lúc còn bé. Cũng cầu mong may mắn cho bạn nào cũng từng sống ở đây vào xem clip của Duy cũng đỡ nhớ nhà ha. Nếu mà bạn có vào xem được clip này nhớ nhà, cho đỡ nhớ nhà làm kỷ niệm, thì Duy xin các bạn cho Duy một subscribe để cho Duy có động lực để làm tiếp những clip khác. Đôi khi clip nó không hay với người này nhưng mà nó có ý nghĩa người khác các bạn ha. Duy cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và một lần nữa Duy thân mến chúc các bạn luôn luôn nhiều sức khỏe và bình an và hạnh phúc ha. Duy bye các bạn.